Nhau
xin chào tất cả các bạn trường mầm non Bình Minh, xin chào. Các bạn ơi, các bạn hình như chú ổ vằn đến đây mà chưa bạn nào chào chú ổ nhỉ? Chúng mình còn nhớ trò chơi xin chào không? Khi mà chú xin chào chúng mình đưa tay cao lên và chúng mình xin chào thế nào nhỉ? Chúng mình chơi lại nhá. Chú Hồ Vàng xin chào tất cả các bạn trường mầm non Bình Minh. Chưa đều chúng ta làm lại một lần nữa nào. Chú Hồ Vàng xin chào tất cả các bạn trường mầm non Bình Minh. Rồi các bạn ơi, các bạn có muốn chơi trò chơi với chú Hồ không? Các bạn có muốn uống nước cam không? Chú có một quả cam của bạn đâu? Không nhận quả cam đâu. Rồi bây giờ chú muốn bổ cam thì chú phải lấy cần gì nhỉ? Da của các bạn đâu? Xin mời bổ cam nào. Rồi chúng ta vắt nước cam. Vắt nước cam. Vắt mạnh lên nhá. Vỏ chúng ta bỏ vào đâu nhỉ? Bỏ vào thùng rác. Thùng rác. Chúng ta nếm thế nào? Chua không? Chua thì phải làm gì? Cho mấy thìa đường nhỉ? Ba thìa đường, ba phải như này không? Ba như nào nhỉ? À, ba như này thì đúng nào? Chúng ta cho nào? Một đường này, hai thìa đường, ba thìa đường. Quấy mạnh lên, quấy cả chân đứng lại, quấy cả chân đứng tay. Quấy mạnh lên, quấy mạnh lên. Rồi, chúng ta uống nào? Ngon ơi! Chúng ta cần phải cho thêm gì? Đá lấy ở đâu nhỉ? Ngoài đường đúng không? Lấy ở đâu? À đúng rồi, lấy ở trong tủ lạnh. Bây giờ mời các bạn mở tủ lạnh ra nào. Mở tủ lạnh lấy đá. Một, hai, ba. Quấy mạnh lên nào. Quấy mạnh lên, 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 quấy mạnh lên. Chúng ta thử nào. Ngon đâu? Chúng ta mời nhau một lần nào. Một, hai. Rồi mời thêm một lần nữa nào. Một, hai, ba, go. Ngon đâu? Có mua đồ nữa không? Ui, sau chúng ta lại uống tiếp nhá. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn biết hôm nay chú Hổ Vằn đến đây còn với ai nữa không? Bật với các bạn nha, hôm nay chú đến đây này với một người bạn vô cùng đáng yêu luôn. Người bạn này mà chúng ta đã gặp rồi đấy. Người bạn của chú Vũ đã dạy các bạn ở lớp hội họa và sáng tạo. Người bạn ấy có bộ tóc sắc màu, bộ quần áo sắc màu và vô cùng tài năng nữa. Ai đã được nặn tóc he rồi nhỉ? Ai muốn nặn Elsa với tay nào? Ai muốn nặn siêu nhân? À rồi, người bạn này chuẩn bị đến đây để dạy chúng mình những sản phẩm này đấy. Chúng mình có biết ai không? Ai nhỉ? À đúng rồi chú Hề. Các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy chú Hề của chú ở đâu không? Ông như là chú Hề lúc đấy đứng lên chơi tặng các bạn. Không chơi với chú đấy, chú đi về mất rồi. Hay là bây giờ nhá, khi chú Hổ nói này 1, 2, 3 thì chúng ta gọi thật to chú Hề ơi nhá. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Chúng ta gọi to nhá. 1, 2, 3 chương vào. Đúng không? Không phải rồi, không phải rồi. Tại các bạn gọi nhỏ quá đấy. Chúng ta gọi lại một lần nữa nào. Một, hai, ba. Đi ra bên kia, chú Hề đang chơi ở kia. Đúng không? Không phải rồi. Tại các bạn gọi nhỏ, thì gọi thêm một lần nữa nào. Một, hai, ba. Thank you.
Mommy shark.
chuẩn bị thêm một lần nữa nào. Chuẩn bị nào, lắng nghe. Xin mời các bạn, chúng ta đi bộ lần này. Bye.
Thank you.
Xem chú Hề làm như thế nào này. Chú Hề đang làm phép thuật đấy. Một, hai, ba. Xem là gì chú đang làm phép thuật. Mà xem nó ra khăn sắc màu không. Wow, thành viên sắc màu rồi. Chú Hề có chẳng tay to nào. Rồi. Hay là chú Hề ơi, chú Hề có thể biến thành khăn màu đen như ban nãy tóc của các bạn không? Xin mời chú. À, các bạn màu thích màu đen, chú Hề biến lại màu đen đi ạ. À, khăn màu đen. Bây giờ chú Hề lại biến thành sắc màu một lần nữa nào. Chúng ta xem nhé, xem chú Hề biến thành sắc màu như nào. Và chúng ta đến 1, 2, 3 chú Hề biến 1, 2, 3 Wow, thành khăn sắc màu rồi. Bây giờ chú Hề tiếp tục có gì nữa đây? À, chú Hề có quyển sách. Quyển sách của chú Hề màu gì nhỉ? Màu trắng. Rồi,
xem chú Huệ làm gì đây. Chú Huệ đang vẽ lên đấy. Chú ấy làm phép thuật, chú vẽ lên đấy. Vẽ bằng tay ạ. Vẽ bằng tay sẽ vẫn màu trắng đấy. Đây rồi, chú Hề ơi, chú Hề phải lấy cái màu này chú Hề mới vẽ được này. Xem chú Hề vẽ kiểu gì nhá. À, chú ấy đang vẽ trên bìa. Đó, chú ấy đang vẽ đấy. Đúng rồi, vẽ trên bìa thì trong ruột có không? Không, đúng không? Nhưng mà xem chú ấy làm nào. Vẫn chưa ra. Chưa ra, bây giờ chú ấy vẽ lại một lần nữa. Chú đang thổi. Một, hai, ba, xem chú vẽ ra chưa nhá. À, vẫn chưa ra, vẫn chưa ra. Sao chưa ra hả chú ấy? Cái gì đấy? Chú thổi lại một lần nữa. À, vẫn chưa ra rồi. Chú phải vẽ lại đi. Rồi bây giờ để chú xem nào. Bây giờ nhá, nhìn các bạn nhìn chú Hộ làm. À, các bạn ơi, thế đúng các bạn như vậy là chú Hề có biết làm ảo thuật không? À, có phải không biết làm không nhỉ? Đúng rồi, chú Hề không biết làm ảo thuật đâu. Mà chú Hề chỉ biết dạy các bạn làm gì nhỉ? Làm rất nhiều bài học này về môn gì? Môn sáng tạo đúng không? Mà hôm nay nhá, chỉ có chú gì biết làm ảo thuật nhỉ? Đúng rồi, thế mà các bạn vừa nãy cũng tin là chú Hề biết làm ảo thuật nha. Thế bây giờ có muốn chú Hề biểu diễn ảo thuật cho các bạn xem không? Thế thì cho chú Hề, à cho chú Hổ một tràng vỗ tay nào. Cuốn sách của chú Hổ đang màu gì các bạn? Màu gì nhỉ? Bây giờ chú Hổ sẽ lấy bút chú Hổ vẽ lên. Giỏi thế nhở? Wow. Bây giờ cái hình này màu gì nhở? Màu đen, nhưng mà bây giờ muốn đẹp hơn thì phải làm gì? Tô màu, đúng rồi, xem là chú tô màu kiểu gì nhá. Đó. Chú Hổ có tô được màu không? À, các bạn bảo có tô được không? Có, xem nhớ xem. Chú Hề nghĩ là không tô được đâu. Tô được không? Ờ, có tô được không? Thế bây giờ chú Hổ tô lại nhớ xem là có màu không nhá. Chú gì quan sát. Chú Hổ là đúng ba la sư mùa. Còn một chiếc gì nhỉ? À, chiếc này là chiếc thần gì nhỉ? Thần gì? Có thể viết là rất nhiều thứ nhá. Để xem chú Hổ đang như thế nào nhá. Đấy, chú Hổ đang gì nhỉ? Đang gì mà gì nhỉ? Giống như là mai mực. Đó, chú Hổ đang uống ba la đấy nhá. Uống ba la, uống ba la. Có ba cái gì không? Uống ba la. Wow! Các bạn ơi, tiếng nói ngoài lời.
trước khi chúng mình được chú hổ lại đàn ảo thuật thì chúng mình phải làm được gì nhở, một món quà thật thật đặc biệt để tặng cho ai. Thì các bạn có thích làm thật nhiều món quà để tặng cho mẹ cùng với chú hổ và tất cả các thầy cô giáo không? Rồi bây giờ chú hổ xin mời các bạn quay ghế vào bên trong nào. Quay ghế vào bên trong để chúng ta cùng ngồi đẹp, chúng ta chuẩn bị làm những biểu thiếp rất rất tuyệt vời để tặng mẹ của chúng ta nhá. Thank you.
xuống nào. Chúng ta ngồi đẹp xuống. Chúng ta vừa có thời gian làm gì để tặng mẹ rồi các bạn ơi? Tặng thiệp đúng nhở? Bây giờ chúng mình ngồi đẹp xuống nào. Ngồi đẹp và quay mắt hết hướng lên sân khấu. Các bạn ơi, các bạn, ngày hôm nay chúng ta làm thiệp nhá. Các bạn nhớ lời thầy Huân dặn chưa nhở? Ai có mẹ ở đây thì chúng mình tặng luôn cho mẹ này. Còn ai mà diện lặn với mẹ hoặc bà đến đón thì chúng mình tặng cho bà và tặng cho mẹ. Và nhớ nói lời yêu thương với bà với mẹ, chúng mình nhớ chưa? Và đặc biệt ngày hôm nay chuẩn bị sắp tới ngày 20 tháng 10 rồi. Thầy giáo thấy một nhóm các bạn là một tấm thiệp to, ứng là to luôn đấy. Các bạn có muốn xem tấm thiệp to đấy không? Bây giờ xin mời các bạn mang tấm thiệp to lên sân khấu cho mọi người ngắm nào. Các bạn ơi, các bạn có thấy tấm thiệp to có đẹp không? Vậy thì các bạn ngồi xuống. Một lần nữa, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ban đại diện ban giám hiệu nhà trường, các tổ khối chuyên môn, khối hành chính, khối nhà bếp lên nhận món quà nhân ngày 20 tháng 10 của học sinh trường mầm non Điền Minh. Xin mời các bạn. Xin mời.
ta hướng mắt lên sân khấu để chào đón một tiết mục vô cùng đặc sắc, tiết mục múa nón của nhóm học sinh với sự hướng dẫn của các cô giáo ở trung tâm STS. Xin mời các bạn, xin mời. Bây giờ muốn sạch tay thì chúng ta phải làm gì?
để phải rửa tay đúng không ạ? Bây giờ thầy giáo xin mời các bạn đứng dậy để chúng ta chuẩn bị rửa tay. Xin mời các bạn đứng dậy nào. Xin mời các bạn đứng văn nghệ lên đây với thầy giáo nào. Xin chuyển đặt đây. Nhưng mà thiên thần âm nhạc đi đâu mất rồi các bạn ơi? Chúng ta 1, 2, 3, chúng ta gọi thật to, thiên thần âm nhạc ơi, chúng mình sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. À lên rồi. Chúng ta lắng nghe nào. Trường Mầm Non Bình Minh đến đây là kết thúc rồi.